Em xin mến chào cô chú anh chị và các bạn đến clip mới em luôn nha. Thì hôm nay mấy anh em tiếp tục săn ong nữa nha cả nhà. Tới đây thì buổi sáng thì mấy anh em gặp được tổ ong nè cả nhà. Tổ ong cũng có đồng nghiệp cắt rồi nha, thấy đầu mặt cũng phì lắm rồi mấy anh em cắt lại nha cả nhà. Đầu video cũng chúc cả nhà mình có một ngày mới vui vẻ luôn nha, làm ăn thì thành công trong cuộc sống luôn. Nên săn ong đi tháng nước này giờ cực lắm cả nhà ơi. Nước ngập trơn phải lội kiếm cực khổ. Tổ này cũng có đồng nghiệp cắt rồi, thấy đầu mặt cũng phì lên, u ra hai bên luôn. Giờ mình cắt lại, nghiệp cắt chắc cũng lâu rồi. Từ hồi mà đốm nấm tràm này hay gì, thấy nó phì ra hai bên nè, u nù quá luôn. Cắt lại cái móc lại cái bẫy nửa lít cũng được cả nhà ơi. Tổ này chắc già rồi quá, sắp anh em cắt nè, già. Này nãy em cũng mua lùm cái miếng sáp nhục đâu có tiêu luôn rồi này cả nhà. Giờ đợi mấy ông anh lội lên cái làm rồi bắt nha cả nhà. Tràm này cũng mới đốn luôn, đốn trà nay cũng héo. Nãy em đi trong đám này ra, này ra cái ngó vòng vòng đây không thấy, cái đầu mới nhìn ra lợi, nhìn ra là thấy cái đọt cây khô khô chết, nhìn qua sẽ thấy được bể đang thui. Ổ cũng được, cũng xa cỡ 6-7 tắc à. Đồng nghiệp cắt rồi, cắt đầu mặt thấy cũng dài, mình u nó cũng khúc. Ổ này giờ lên kiếm bậy xị nửa lít rồi, có được không nha cả nhà. Đầu mặt thì thấy nó phì hai bên, nó u nù rồi. Nó cũng gọn chứ không có dài bự dữ mít cho mấy. Tổ này em nghĩ chắc già luôn rồi, chỗ đang đen á. Em thu gần lại cho cả nhà mình xem một cái nha, cho kỹ. Gần lại cái nó cháo cả nhà. Bây giờ up video cái mấy anh em làm rồi cái bắt luôn nha cả nhà. Mỗi đô cái dưới đất lên luôn cả nhà. Đó, cái này nó người ta hôn nhanh. Dưới đây bò lại chắc ăn. Thường quá khó leo quá này à.
bắt cả nhà. Cái đó cái nhà đang bắt tới đất rồi nha cả nhà, tới nửa lít một nha cả nhà, bóng còn không qua nào luôn, thì đẹp cực kỳ luôn. Bây giờ mấy anh em xuống đây bắt hai ổ luôn cả nhà ơi. Nhanh, nó thấy đâu? Ở tới đây mấy anh em phát hiện tổ thứ hai nữa nha cả nhà, giang mình luôn. Nằm ở bên đó đó, thấy đầu ổ này tổ tổ này đầu mặt bự luôn, mà anh bắt luôn. Cả nhà.
đây nữa nha. Quay ra cục mặt cho cả nhà xem không? Bên đây nữa. Quá đã. Ba lết. Thank you.
xuống nha. Bỏ lên. Lên má cắt gì mà lắc cái gì mà nó còn chín cái dao đi cho đi cặp theo cái cây mà mũi dao vô chính xác nó dính ở dưới chân cái cây có. Ủa này đỏ lắm nha cả nhà, hạt hồng chưa được miếng ly có 3 lít nha cả nhà, 3 lít ok luôn á, 3 lít đó, mặt này, nướng quá đẹp mà. Rồi cái nhà có xài mặt đường cứ liên hệ em nha, số điện thoại em là 0353 86965, số cũng là số Zalo luôn nha cả nhà. Bịt tới đuổi điên đi, để thực sự để cái nhỏ này qua cái phóng cái phóng cái đứt sạch bóng mặt thì giống như thường lệ là bao đồ trả cả nhà mình luôn nha. Ai có nhu cầu lấy cục sáp này thì cứ liên hệ em sẽ giao nha. Cục này tầm khoảng có 3 lít thôi. Cái vỏ này xích hết trơn quá. Xác đó. Bóp phơi rồi bóp. Xác cái luôn. Bằng rớt luôn. Dạng như bọc. Rồi tới đây mấy anh em tiếp tục phát hiện tổ ong nữa nha cả nhà. Tổ này tổ thứ ba sáng giờ cả nhà ơi. Tổ tư đúng chứ. Tổ tư nãy mới bắt xong tổ kia thấy đồng nghiệp cắt rồi em không có quay. Gặp tổ này tổ tư cũng có đồng nghiệp cắt rồi nè. Cắt lại có mặt không nha. Tổ bự long thần luôn. Tổ này đồng nghiệp cắt hai dao. Cắt hai dao đầu tiên cục mặt. Nó dài long thần luôn kìa. Cục dao đầu tiên chắc cỡ cũng 3 tấc mấy 4 tấc. Rồi dao thứ hai bắt đầu nó phì cái đầu dôi ra chà bá nữa luôn. Phì cái đầu ra ôm hết cái kẹo luôn, chà bá luôn. Rồi chiếc này không biết có mặt không nha. Đồng anh màu cái rổ cái vô bắt luôn. Mình như cắt xả bỏ đóng tàn luôn. Đó là rồi mới cắt luôn hay gì rồi tàn già luôn rồi đuốc tắt luôn rồi. Quá trời già rồi chạy tàn á, cái đó chạy tàn á, ngồi cái đuốc lên cái tóc queo rồi đó là chạy tàn nha cả nhà, chạy keo luôn quá già. Đồng nghiệp cắt hai dao quá là cái cục mặt bự mà cắt dao thứ hai cục mặt bự tối thần ôm hết luôn cái cây kèo luôn. Cây tàn này sao cắt đây leo lên cắt cái đầu trong đó mới bự hơn đầu ngoài đó, chả vô muốn hết kèo luôn đúng không? Chân tụt á, cái đó nó cũng cưa đó, cưa cây nó ngã đó. Ông là cái nhà
quá trời nó bự luôn mà nói. Bạn thổi hơi lắc mà cả nhà thông cảm luôn nha. Ô đúng không trái trơn trời. Chứ cái đuốc kia nó không trái miếng nào trơn á cả nhà ơi. Dính cái tàn ở đấy rớt khu veo luôn hả vậy? Nặng không? Cái gì? Nghe cũng nặng nặng à. Ê, 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 sắp trong kia luôn. Xả tàn luôn nha cả nhà. Ủa rồi tàn cái già quá rồi. Đó bạn bắt ông bắt thứ dữ luôn. Có chứ. Có được mớ mà. Mặt tàn hà nó trống lỏng gì. Móc nó cái sĩ à. Ra luôn cả nhà ơi. Ra ngoài luôn cắt luôn nha. Quá rồi đồng nghiệp cắt hai dao cục mặt dài tối thần luôn. Dao thứ hai cục mặt bự. Dao thứ ba này thì nó chạy tàn mà nó con miếng hả. Nhờ ổ này hiền á chứ cha mày mà cha mày bó đuốc là nguy hiểm mà trúng mấy ổ dữ là nguy hiểm có hồi khối bắt sống. Ừ, sống tới đây luôn nè. Mặt xuống tới đây luôn nè, cắt bỏ dưới đây ra nè. Cắt bỏ ngang đây đi. Nó còn mặt nó cắt bỏ đây trước cho nó nhẹ. Đừng để lên dễ cắt. Nó để lên đây nè, khứa ra. Cắt móc mẻ đi, thằng Hà đây nè. Kiếm cá sĩ mặt đó chứ bộ. Cái này mà bơm vô đầy hết luôn rồi cậu lít rưỡi. Cái này về ha. Thử đó mà vô tới đây vô hết luôn cầu lít rưỡi hai lít luôn chứ. Vũ đúng chị bỏ bịch luôn đây có nè chứ hết con ra hết con vô mặt là trái tan trái keo tổ đang kiếm được tầm của lực ca sĩ nha cả nhà. Mót vô mình hút ra đấy. Cắt ngang từ đây ra trước, cắt ngang cắt xéo lãng cái phần con ra, lãng phần con bỏ ra. Rồi cũng được tạm cá sĩ cả nhà ơi, up video luôn cả nhà ơi. Rồi anh em giờ quay thành quả cũng ra về luôn nha cả nhà. Nay lội nước mệt quá cả nhà ơi. Sáng giờ bắt được 5 tổ nha cả nhà. Bắt tổ đầu tiên được của ông bạn được nửa lít nè. Nửa lít nằm trong đây nè. Mà tổ này tổ thứ hai nè, tổ nguyên si, tổ bầu 2 lít mấy 3 lít mặt. Tổ này nãy em bắt cắt lợi cũng của bạn cắt rồi mà tính không có mặt rồi em không có quay. Cắt lợi nhưng cũng được cái lít mặt đó cả nhà. Tổ này tổ cuối nha. Chắc chạy tàn chắc được cả sĩ ạ. À. Cả nhà có xài mọc đừng có liên hệ em nha. Số điện thoại em là 0353 856 965 nha cả nhà. Tại này ngoài lộ rồi em cũng không có banh ra cả nhà. Xe chạy qua lợi nhiều quá. Để trong vỏ gì luôn. Cả nhà có xài cứ liên hệ em nha. Đúng là số Zalo của em luôn á. Mặt thì bao đồ trả cho tất cả cô chú anh chị mình ở gần xa luôn nha. Khắp trên mọi miền đất nước luôn. Cục này là khoảng cỡ 3 lít nè cả nhà. Mặt nước không à, mặt non. Nước không ngon lắm. Rồi em xin up clip đây luôn cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà ở clip tiếp theo luôn nha. Chúc cả nhà một buổi chiều xem clip thật là vui vẻ luôn.
Rồi mấy ông anh ra cái nữa cái về nha cả nhà.